Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, niêm yết trên sàn chứng khoán là mục tiêu của nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam. Khi niêm yết lên sàn, doanh nghiệp mong muốn tiếp cận thêm một kênh huy động vốn, tạo sự minh bạch đối với cổ đông, khuếch trương tên tuổi, tạo thanh khoản cho cổ phiếu và qua đó gia tăng giá trị của doanh nghiệp. Việc thực hiện nghiêm túc các quy định về niêm yết chứng khoán trong quá trình hoạt động và niêm yết là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của chính doanh nghiệp và nhà đầu tư, cũng như tạo ra sự minh bạch ổn định cho thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, khi lợi ích của việc niêm yết không còn được bảo đảm hoặc khi doanh nghiệp không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn niêm yết, thì vấn đề hủy niêm yết chứng khoán tất yếu sẽ được đặt ra. Vậy doanh nghiệp bị hủy niêm yết chứng khoán bắt buộc trong trường hợp nào? Xung quanh vấn đề này, chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Lâm, giám đốc chi nhánh Láng Hạ, công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam để giúp quý vị và các bạn cùng hiểu rõ. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin chào ông Nguyễn Đình Lâm ạ. Thưa ông, theo quy định pháp luật, doanh nghiệp sẽ bị hủy niêm yết chứng khoán trong trường hợp nào? Vậy ông có thể giúp chúng tôi làm rõ điều này không ạ? Hủy niêm yết chứng khoán ấy, thường chia ra làm hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là hủy niêm yết tự nguyện và trường hợp thứ hai là hủy niêm yết bắt buộc. Còn hủy niêm yết tự nguyện có nghĩa là doanh nghiệp không có nhu cầu niêm yết tiếp theo nữa ở trên thị trường và họ gửi đơn đến sở giao dịch xin là hủy niêm yết với cái điều kiện là có cái quyết định của Đại hội Cổ đông và được 50% số phiếu đồng ý để hủy niêm yết cái cổ phiếu đó. Thế còn hủy niêm yết bắt buộc, ví dụ doanh nghiệp bị rút giấy phép kinh doanh hoặc doanh nghiệp không hoạt động trong vòng 12 tháng hoặc là doanh nghiệp lỗ lũy kế trong 3 năm liên tiếp hoặc là doanh nghiệp bị âm vào vốn chủ sở hữu mà cái đó được thể hiện ở trong cái báo cáo tài chính của năm mà đã có kiểm toán hoặc là doanh nghiệp không thực hiện hoặc là vi phạm nghiêm trọng trong nghĩa vụ về công bố thông tin, thì với những cái lý do đó thì sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc khi mà cái cổ phiếu đó đang giao dịch ở sở nào thì cũng bị hủy niêm yết theo quy định của luật. Vâng, vậy khi đối diện với quyết định hủy niêm yết chứng khoán từ cơ quan quản lý thì trong một số trường hợp liệu doanh nghiệp có thể được xem xét phục hồi lại việc niêm yết cổ phiếu không ạ? Đã vi phạm nghiêm trọng trong cái nghĩa vụ công bố thông tin. Thế vì vậy mà căn cứ vào những cái quy định của luật thì cái việc mà hủy niêm yết thì là hoàn toàn chính xác. Thế nhưng mà trong những cái tình huống cụ thể trên thực tế thì cũng đã có những cái doanh nghiệp được xem xét như là một sự đặc biệt hoặc là ngoại lệ. Cho nên cái việc mà có thể là khôi phục lại niêm yết cái cổ phiếu đó thì cái khả năng đó cũng có thể xảy ra. Nhưng mà theo tôi thì thị trường hiện nay thì có 3 sàn. Sàn HO này, sàn HNX này và sàn Upcom, tính tổng số là hơn 1.000 doanh nghiệp. Thế vì vậy mà cái sự lựa chọn cho các nhà đầu tư là nó rất là phong phú. Cái việc mà khôi phục đó thì có thể xảy ra với cái tỷ lệ nó không cao. Thế và nếu như căn cứ vào quy định của pháp luật thì có thể là hủy niêm yết ở trên sàn niêm yết. Thế nhưng mà cũng có thể xuống giao dịch ở cái sàn thấp hơn. Đó là ví dụ như là xuống cái sàn Upcom để đăng ký giao dịch. Thì như vậy nó cũng sẽ hỗ trợ cho cả doanh nghiệp và cho cả nhà đầu tư. Và nguyên nhân khiến cho các doanh nghiệp rơi vào tình trạng bị hủy niêm yết chứng khoán bắt buộc thường là gì thưa ông? Nó cũng có nhiều nguyên nhân, nhưng mà ở đây thì có thể kể ra một vài cái nguyên nhân chính. Ví dụ doanh nghiệp bị rút giấy phép kinh doanh, hoặc doanh nghiệp không hoạt động trong vòng 12 tháng, hoặc là doanh nghiệp lỗ lũy kế trong 3 năm liên tiếp, hoặc là doanh nghiệp bị âm vào vốn chủ sở hữu mà cái đó được thể hiện ở trong cái báo cáo tài chính của năm mà đã có kiểm toán, hoặc là doanh nghiệp không thực hiện hoặc là vi phạm nghiêm trọng trong cái nghĩa vụ về công bố thông tin. Với những cái lý do đó thì sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc. Tôi cho rằng là về mặt khung pháp lý có thể chăng ấy, thì là cần phải chi tiết hơn, rõ cái trách nhiệm của doanh nghiệp và trách nhiệm của cái cá nhân. Cá nhân đó có thể là chủ tịch hội đồng quản trị hoặc là tổng giám đốc như thế nào, ảnh hưởng như nào đối với cả cái việc mà bị hủy niêm yết đó. Trong cái trường hợp cụ thể này thì có lẽ trách nhiệm chính vẫn là cái trách nhiệm của doanh nghiệp không tuân thủ được những cái quy định của pháp luật và không đủ những cái điều kiện để mà tiếp tục niêm yết. Thế vì vậy mà sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc. Vâng, xin được cảm ơn ông.
Chương trình Kinh doanh và Pháp luật xin được trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.